phẩm Con gà trống, tác giả Nguyễn Quang Sáng. Đã là gà trống thì phải gái chứ. Vậy mà con gà trống của chúng tôi từ nay không được quyền gái nữa. Điều đó được ghi rõ trong chỉ thị chống càn của ban chỉ huy gửi cho cơ quan. Trong buổi sinh hoạt chỉ thị chuẩn bị chống càn, những vấn đề quan trọng chúng tôi thông qua thật dễ dàng. Chỉ có việc làm sao cho con gà trống đừng gái là mất nhiều thời giờ nhất. Để chứng minh cho sự tai hại của tiếng gái của con gà, trong chỉ thị có kể ra một câu chuyện cụ thể như sau. Cơ quan an ninh vừa rồi có bắt được một nhóm biệt kích Mỹ, một thằng biệt kích khai. Bọn chúng từ trên trực thăng đổ xuống một khu rừng rậm. Chúng sống lén lút gần một tháng mà không sao mò được địa điểm của các cơ quan. Một hôm, bọn chúng nghe đâu đó có tiếng gà gáy. Lần theo tiếng gà, nó tìm thấy một cái chuồng. Rồi từ đó nó thấy một cái bếp, một cái giếng, những ngôi nhà nhỏ lợp bằng lá trung quân hoặc lợp bằng ni lông núp dưới bóng cây. Sau cùng, bọn chúng phát hiện ra những con đường mòn nhỏ dẫn đến các nơi. Ngay hôm sau, cơ quan ấy bị đánh bom. Trái bom đầu tiên đánh trúng là cái chuồng gà. Trái bom thứ hai đánh trúng cái bếp, rồi kế đến là cái giếng, và cứ thế mà lan dần ra. Vậy là chuyện này không thể nào linh động được. Nhất thiết là gà không được gáy. Mới nghe tôi phát bực cười. Người thì tôi thấy có người cấm. Ta cũng có thể cấm một người nào đó không được quyền nói. Và cũng có người vì hoàn cảnh mà phải có lúc giả cấm, không thèm nói với ai một lời nào. Còn đối với gà thì tôi chưa thấy con gà trống nào bị cấm bao giờ. Gà trống mất tiếng là gà bị thiến, mà phải thiến cả hai trứng. Còn gà trống của chúng tôi là gà để giống, không thể nào cấm nó không được gáy. Không được gáy thì nó sinh ra làm thân con gà trống để làm gì? Nhưng bây giờ, đó là việc nghiêm túc của chiến trường, phải thi hành. Nhưng biết làm cách nào? Một người đưa tay có ý kiến. Có gì phải bàn, hấp rượu, 7 phút là xong. Ý kiến vừa đơn giản, vừa gọn lại được ăn, nhưng cũng là ý kiến dở nhất. Giết chết nó đi thì còn cái gì phải bàn? Cái đáng phải bàn là làm thế nào mà nó được gáy mà vẫn sống kia. Người phản đối ý kiến đó đầu tiên là thằng Nam, chú Giao Liên 14 tuổi. Nó được ba má gửi lên rừng năm lên 10. Đó là một thằng bé gầy gò, lanh lợi và gan lì. Không ai thương yêu gà trống bằng nó. Ý kiến của nó được mọi người đồng tình. Bình thường, giết một con gà trống thì có gì đáng phải nói. Đằng này lúc bấy giờ, một con gà trống ở rừng đối với chúng tôi là một vật hết sức quý. Muốn mua một con gà, phải xuống tận đồng bằng, đường xá thì xa xôi biết bao. Giả lại con gà này đối với chúng tôi là một con gà đặc biệt, đầy kỷ niệm. Cách đó 3 năm, một đồng chí từ Đồng Tháp 10 về mang theo một con gà. Con gà mái tơ vàng. Ôi chào một con gà. Nó như mang đến cho mọi người ở rừng cái cảnh sống của một gia đình. Lúc đó có người bỗng chợt nhớ ra là mấy năm rồi mình chưa thấy một con gà nhà. Bao nhiêu năm nay chỉ thấy khỉ, dọc, treo, chim chóc. Nếu thấy gà cũng chỉ thấy được một con gà rừng thôi. Từ đó mà mỗi người mỗi nhớ lại sân nhà, gốc mít, cây xoài, bến nước với dòng sông. Chúng tôi cứ dây lấy con gà của đồng bằng. Người thì đưa tay bợ lấy cái lườn của nó nâng lên nâng xuống. Người thì vuốt nó từ đầu đến đuôi. Lòng nó mềm mướt mượt, nghe êm mát cả bàn tay. Rồi cứ quanh nó, nhìn cái mỏ vàng của nó mổ đầm đợp xuống nắm gạo, ai cũng thấy vui. Nó không còn là của riêng một người, nó được mọi người chăm sóc cho ăn. Một đồng chí trong cơ quan vốn là thợ mộc, đóng cho nó một cái chuồng y như ngôi nhà sàn đồng bằng sông Cửu Long
được thu nhỏ lại đẹp đẽ xinh xinh. Không có bạn nên nó cứ lẩn quẩn theo người, chỉ cần lục đục mấy tiếng đưa tay ra là nó chạy tới. Nó bắt đầu kêu ổ đất mà không có gà trống. Anh em gọi đùa là nàng công chúa cô đơn. Không có trống, nhưng nàng công chúa cô đơn vẫn cứ đẻ. Chúng tôi lót cho nó một cái ổ. Cái ổ được đan bằng may rất là xinh, để ngay trong chuồng. Nó nhảy lên ổ, bới mấy cái, rồi lại nhảy xuống, lại nhảy lên mái nhà, rồi lại nhảy xuống, lẩn quẩn theo chân người. Cuối cùng quấn quá, nó đẻ ngay trên một đống công văn. Đẻ xong, nó cục tác. Thằng Nam giả tiếng gà cục tác đáp lại, được thể nó cục tác ầm ĩ. Không ai thấy khó chịu mà muốn nghe mãi tiếng cục tác của nó. Một cái trứng nhỏ nhỏ màu hồng, còn một vệt máu, nóng hôi hổi. Hôm ấy, có một cháu bé lên sáo vừa lên cơn sốt. Anh em đề nghị biếu cho cháu bồi dưỡng. Thằng Nam nó tiếc lắm, nhưng không dám phản đối. Trứng gà so mà. Trưa hôm sau, nó lại nhảy ổ, lại bươi. Chúng tôi cho nó vào ổ, nó lại bươi, rồi lại nhảy, mặt đỏ hừng hực. Tưởng như giờ đến mặt nó là phải bỏng. Phải có một cái trứng để trong ổ thì nó mới chịu đẻ. Biết vậy, nhưng cái trứng đã ăn mất rồi. Bỗng một người có sáng kiến, lấy củ khoai lột vỏ, gọt cho nó tròn tròn hình quả trứng rồi để vào ổ. Sau đó nó mới chịu đẻ đúng vào cái chỗ của nó. Ngày này đến ngày khác, cứ mỗi ngày một trứng thật đều. Đến cái trứng thứ 27 thì nó nằm luôn ở trong ổ. Thấy người là nó xù lông kêu ré lên. Trứng có trống đầu mà ấp hở công chúa cô đơn. Bắt nó xuống, nó xù lông, nhìn người như nhìn kẻ thù. Anh em phải phun nước vào mặt nó mấy ngày liền thì nó mới tỉnh. Rồi cô đơn, nhưng nó vẫn cứ đẻ. Đến lứa thứ hai, cái cảnh cô đơn của nó trông đến tội nghiệp. Nó khát khao được làm mẹ đến mức mà khiến cho anh em của chúng tôi không thể làm ngơ. Nó đang đi, cái đít xà xuống, đang ăn hay đang đứng, khi có tiếng động của ai đó đi qua là hai cái chân nó quỵ xuống, lườn thì áp xuống đất, đùi dẫn lên, sẵn sàng với tư thế đón đợi một anh gà gái, để sau đó nó được ấp, được tục tặc với bầy con. Phải kiếm cho nó một con gà trống. Chúng tôi bàn với nhau, nhưng bàn là bàn vậy, biết mua ở đâu, bằng cách nào. Giả lại chuyện cũng quá nhỏ, chợt thấy, chợt nghĩ, rồi chợt bàn qua vậy thôi. Nhưng có người không chợt nghĩ, chợt bàn mà lo lắng thật sự, đó là thằng Nam. Một mình chú, một chiếc xe đạp, một túi công văn, chú rọt rẹt từ cơ quan này đến cơ quan khác. Nhỏ nhưng biết nhiều, thấy nhiều. Chú bảo cơ quan ở bên kia rừng có một con gà trống cồ. Chú xin anh em cho chú ẩm con gà mái vàng qua đó gửi. Một tháng sau, chú ẩm nó về với 17 cái trứng. Còn mái vàng đang ấp. Qua 2 tuần, anh em ra thử. 2 trứng bị thối, còn 15 trứng, trứng nào cũng lúc lắc trong cái thau nước. 3 tuần, nghe trong ổ cái tiếng kêu rúc rích, người nào cũng đến thăm. Ôi chao ôi, cái ngày mà mẹ nó xuống ổ, vui thiệt là vui, hơn cả cái ngày nó ở đồng bằng mới về. Không ai bảo ai, mà cả cơ quan, người nào cũng có mặt, người nào cũng hớn hở. Cái sân dưới bóng cây rừng được quét sạch. Con gà mái vàng đi giữa một bầy con, coi dáng đi của nó bệ vệ tự hào làm sao. Xinh quá, đẹp quá. Con kia nữa kìa, đã chưa? Một bầy 15 con, nhỏ nhỏ như một nắm bông, lông mịn như nhung. Thích thú nhất là những đứa nhỏ đẻ ở rừng. Lần đầu tiên chúng mới thấy được một bầy gà con. Đứa nào cũng đưa cái bàn tay nhỏ mấp míp,
ra giớ lấy những con gà con. Đàn gà con cứ lớn dần, mẹ chúng sắp bỏ lúc trời sa mưa. Qua những cơn mưa đầu mùa, đất ẩm, lá mục, có con bị ủ rũ. Không kịp chữa, nó lây nhau, ủ rũ cả bầy, trông thật thảm hại. Anh em trong cơ quan xúm nhau tự chữa cho chúng, mỗi người một cách. Nào tỏi, nào hành, nào rượu ngâm rít, rồi đến B1 pha đường. Cho chúng uống cả kháng sinh cũng không chả chữa nổi. Thằng Nam sang cơ quan của bạn mời về cả một anh kỹ sư chăn nuôi. Hôm ấy, anh em bắt được một con dọc. Thằng Nam lại chạy đâu được một lít rượu đế để mà đả anh kỹ sư chăn nuôi. Mất một bữa rượu mà gà vẫn cứ toi. Rất lạ, những con khỏe mạnh nhất là những con trống. Chưa đủ lông mà nó đã ra dáng lắm. Ngàn ngàn bướng bướng, thừa sức chẳng biết để làm cái gì, đá nhà túi bụi. Và nó là những con chết trước nhất. Ngày chết 2 con, ngày chết 3, 4, 5, 7 con. Không sao cứu vãn nổi. Cuối cùng chỉ còn sót lại có 2 con, một con trống với một con mái. Được thử thách với bệnh hoạn, mưa gió không giật nổi nó nữa. Con gà trống bắt đầu trổ mã, nhổ giò, ngứa cổ rồi cất tiếng gái. Tiếng gái chưa tròn, chưa trong, cũng chưa gái đủ 4 tiếng, cứ khe khe e khét, nghe thật dễ thương. Thằng Nam đam mê nó. Nó đi vắng thì thôi, mà hễ về đến cơ quan là ôm ấp, cho nó uống, cho ăn. Nó lại nhớ, lại kể cho chúng tôi ngày còn bé. Mặc dù bây giờ nó vẫn còn bé, nhưng ở làng thường bắt gà để rủ nhau cho đá. Nó kể duyên dáng, say sưa. Con gà trống của cơ quan đã hơn 2 tuổi rồi. Nó đã thành một anh gà trống đứng đắn, mồng đỏ, lông ba sắc, đuôi uốn cong với 2 cái cựa dài. Luôn luôn được thằng bé Nam lấy chiếc chén chút nhọn, dáng khệnh khạng và tiếng gái nghe sang sảng. Từ con gà mái to vàng của đồng bằng đưa về, cơ quan tôi đã có 3 bầy gà giò với 6 con mái đẻ. Chỉ có một mình nó là gà trống. Vì cái lý lịch và cuộc đời của nó gắn với chúng tôi đến như vậy, nên không ai nỡ giết nó. Nhưng bây giờ thì làm sao mà cho nó đừng gáy? Ý kiến thứ nhất bị phản đối. Ý kiến thứ hai là buộc mở nó lại, khi nào cho nó ăn thì mới mở ra. Là một ý kiến hay, nhưng thấy không được ổn cho lắm. Ý kiến thứ ba là lấy chỉ mài cái da cổ cho nó nhúm lại. Làm vậy cũng được, nhưng tội nghiệp nó quá. Còn ý kiến thứ tư là nhốt nó xuống hầm B52, đậy nắp lại. Cho nó gái thì gái dưới hầm cũng chẳng ai nghe. Ý kiến này nghe có lý. Nó có hơi tối túng một chút, nhưng so với việc mà bị nhốt ở trong bụi, trong chuồng thì nó còn thông thả hơn nhiều, và có lợi cho cả hai bề. Nó sẽ tránh được mảnh bơm, mảnh pháo. Sáng kiến đó mới thiệt là sáng kiến. Cuộc họp giải tán, thằng Nam chạy ngay xuống chuồng, bắt con gà trống nhốt xuống hầm, ngay dưới giọng của mình, đậy nắp cẩn thận. Trong những ngày này, hoạt động của giặc ngày càng ráo riết. Xa xa đã có tiếng máy bay trực thăng, máy bay B-57 cắt dọc cắt ngang trên bầu trời của khu rừng. Đêm đêm, có tiếng máy bay của T-20 đầm già, L-19 rà sát qua ngọn cây, hạ mái nghe lụp bụp, hạ xuống để quan sát, rồi đốt trảng dọn bài đổ quân. Một vài cơ quan lượm được mái nghè của nó thả xuống, phát hiện được dấu dài của biệt cách với biệt kích. Các cơ quan lại được cấp trên nhắc là công tác bảo mật, nhất là tiếng động và nhắc lại tiếng gà gáy. Con gà trống của chúng tôi bị nhốt dưới hầm B-52. Tiếng gái của nó có đánh được tiếng của bọn biệt cách, biệt kích hay không? Mái nghè của bọn Mỹ thả xuống có ghi được hay không thì chẳng ai biết. Chỉ biết là tiếng gái của nó không thật cho mọi người yên tâm rằng mình chưa triệt để thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Người không yên tâm nhất là thủ trưởng.
Thủ trưởng nhắc anh em bảo vệ. Nên coi lại con gà, tiếng gái của nó cứ nghe sang sảng. Đúng thật vậy, để ý đến nó mà xem. Bây giờ cơ quan không ai gây ra một tiếng động nào lớn, không ca hát, radio thì cũng không mở to. Sân bóng chuyền đã phủ kín lá ngụy trang, không ai la ó hay cười đùa. Tuy bị nhốt dưới hầm, tiếng gái của con gà trống cứ vang lên. Và khi được mọi người để ý, tiếng gái của nó dưới mặt đất nghe âm âm, rền rền lại vang xa. Bình thường, khi nó gái ở bên tai mình cũng chẳng nghe thấy. Không ổn, là lệnh chiến đấu, phải trực để thi hành. Cái ý kiến hấp rụ, 7 phút là xong lại được đặt ra. Có một vài người đồng tình, nhưng số đông lại có ý kiến là còn nước còn tát. Thằng Nam lại ẵm nó đưa lên khỏi hầm, rồi lấy kim chỉ mài cái da cổ cho nó đùng nhíu lại. Bởi con gà trước khi gái cần cổ phải được cất cong lên thì mới phát ra tiếng gái. Đằng này cái da cổ của nó bị đùng bị nhíu lại rồi, thì cái cần cổ của nó không sao mà cất lên được. Không được gái, nhưng nó vẫn được xòe một cánh để theo mấy con mái. Bổn phận của anh trống nó không quên. Nhưng nó không chịu biết thân, nó cứ đập cánh, rướn cổ. Cái cổ của nó như bị đùm da nhíu kéo cong xuống, như thể nó đang bị mắc xương. Tiếng gái của nó cũng bị kéo trì xuống như tiếng ho của một lão già, khọt khọt, nghe thật là khổ sở. Thằng Nam đứng nhìn nó, không chịu nổi, nó ôm con gà vào lòng, vuốt lên vuốt xuống. Xong trận càn rồi hãy gáy con ạ. Dội gì, là gà nhưng cũng phải gáy cho đúng lúc. Bây giờ thì tiếng gáy của con nó giết con đó. Nghe thằng Nam nói chuyện với con gà mà tôi thấy thương. Mọi người đều yên trí rằng con gà không thể gáy được nữa. Trận càn ngày càng tiến đến gần, báo động cấp 2. Một hôm gần sáng, con gà bỗng cất tiếng gáy oang oang. Thằng Nam, tôi cùng với 2-3 anh nghe, hoảng quá, phải đổ xô ra chuồng, bịt mở nó lại. Nó rướn mãi, chỉ không đứt mà đứt cây da cổ. Nó cất tiếng gái mà máu chảy ròng ròng. Ôm nó vào người, đưa tay bợ lấy cái cần cổ của nó, nhìn máu đỏ cả tay mình. Thằng Nam tặc lưỡi, hít hà, như chính nó đang bị đau. Nhìn thằng Nam lấy dây thùng quấn cái mỏ của con gà trong cái ánh đèn lù mù, mà tôi cũng thấy xót xa. Chiến tranh ác liệt, đến nỗi con gà cũng không được cất tiếng gáy. Báo động cấp 3. Cơ quan tôi được lệnh di chuyển, nhường khu rừng lại cho bộ đội lập trận chiến đấu. Chúng tôi di chuyển vào lúc nửa đêm. Bồng bị lên vai, cái gì có thể mang được, mang tất, kể cả con gà mái lẫn gà giò. Không đợi đến phân công, thằng bé Nam cũng biết mình phải lo giữ gìn con gà trống. Cái bồng đeo trên lưng, nó ôm con gà trống đứng cạnh tôi. Nó nói nhỏ nhỏ với tôi. Chú ơi, đem về rừng mới cũng chưa chắc gì nó được gái đâu. Có chuyện gì thì mấy chú hấp rượu nó thôi. Mình đi rồi, không sợ lộ bí mật nữa. Cháu thả cho nó tự do nghe chú. Cháu muốn làm gì thì cháu cứ làm đi. Không, chú phải ừ thì cháu mới dám. Ừ thì ừ. Nó lại ôm con gà vào lòng, là vuốt ve. Nó kề miệng vào con gà và nó thủ thỉ. Đừng để bọn Mỹ nó thịt nghe con. Nếu cơ quan không về thì con sống với gà rừng. Con phải tập bay. Con sẽ là chúa cái rừng này. Nếu cơ quan trở về, thì cơ quan mang cả bầy vợ con về cho con, nghe không? Đến tối, tôi không nhìn thấy rõ nó, chỉ thấy hai con mắt nó nhỏ như hai hạt đậu, mở tròn và sáng rực. Chẳng biết nó nói gì mà cùng cục trong cuốn họng. Thằng Nam áp cái đầu nó vào má của mình, rồi tung nó lên cao. Nó đập cánh tìm chỗ đứng, nghe rột rạc trên tán cây rừng.
đi. Lệnh từ phía trên truyền xuống. Thằng Nam bước được một vài bước, ngoái đầu lại nhìn lên ngọn cây. Chắc nó đậu yên chỗ đó rồi hả chú? Ừ, thôi bám theo người trước mà đi, đừng để đứt quãng. Sau trận càn, chúng tôi lại kéo nhau trở về. Khu rừng của chúng tôi là bãi chiến trường. Ban ngày mà còn không nhận ra con đường mòn cũ nữa. Bãi bơm B-52 làm mất cả phương hướng của chúng tôi. Phải đi một vòng qua bãi bơm. Vừa chợt nhận ra trước là một cây đỏ đã nghẽn mất rồi. Bơm đốt cháy cả những chòm cây mà mỗi lần bị lạc đường, chúng tôi nhìn để mà tìm ra phương hướng. Chúng tôi phải đi men theo dòng suối, mong tìm lại cái bến cũ khi chưa đào được giếng. Men theo bờ suối, đi mãi, gần đến xế chiều mà cũng chưa tìm ra bến. Hố bơm cũng đã dài ra theo con suối. Cái bến cũ đang nằm sâu dưới hố bơm cũng nên. Chúng tôi cứ tiếp tục đi. Đang đi, thằng Nam bỗng reo lên. Có tiếng gà gái. Cả đoàn dừng lại. Mệt mỏi quá, nên người nào mắt cũng sáng lên. Có thiệt không Nam? Một người hỏi. Thiệt, cháu nghe rõ ràng mà. Im, nghe lại lần nữa coi nào. Chúng tôi lắng nghe, nhưng chỉ có tiếng gió và tiếng róc rách của con suối. Mày mơ chớ gà đâu mà gái, thôi đi. Vừa cất bước thì tôi chợt thấy một cái bếp giả chiến do chính tay tôi đào để mà hầm chân dọc lúc cơ quan mới đến. Tôi reo lên. Đây rồi, cái bếp, cái bếp. Đúng rồi, cái cây ở kia kìa, đúng rồi. Nhờ thằng Nam, nhờ cái tiếng gà trong mơ mà chúng tôi dừng lại đúng cái bến của con suối. Thằng Nam lanh lợi hơn cả, như một con sóc, nó trèo qua một cái thân cây đã ngã, dạt đường. Bước đến con đường mòn từ nhà bếp cơ quan dẫn xuống con suối, nay đã phủ đầy lá. Chúng tôi đi dần vào chỗ cũ, mỗi bước mỗi thấy rõ những dấu vết của cơ quan. Cây mắt dỏng, cái hố tròn, cái nền nhà. Thằng Nam đi trước, bỗng nó nhảy tưng lên và la một tiếng vui mừng. Kìa, con gà kìa. Trước mắt của chúng tôi, trên sân bóng chình ình một cái xác xe tăng. Bị một phát B-40 nó co rúm lại, thành một khối sắt đen xì. Và con gà trống đang đứng trên cái xác của kẻ không cho nó gái giữa một khu rừng cháy. Con gà trống với bộ lông ba màu, sọc vàng, sọc đỏ, sọc xanh. Nó đứng đó, đường bệ và kiêu hãnh. Thằng Nam nó dấp một cái gì đó với chân suýt ngã. Nó đi chậm chậm, vừa đi nó vừa mím môi, bập bập, vừa đưa một bàn tay xòe ra, đi dần lại phía con gà. Nghe có tiếng động, con gà quay lại, nhận ra người, nó cất cái cần cổ của nó lên, nó nhìn, rồi nó vỗ cánh, hướng về chúng tôi mà rướn cổ. Ò ó ó. Tiếng gái của nó nghe thật sướng tai, khiến tôi không còn thấy mình đang trở lại khu rừng cháy sau trận đánh nữa, mà nghe nôn nao như đang trở về tiếng gà gái của làng xóm quê hương vậy. Ò ó ó.